Xin chào tất cả mọi người nhá. Mình đang trên đường đi làm về thì gặp một cái cảnh tượng mọi người đang ngồi như chiếc nấm màu đen ở trên đỉnh đèo Ngam Ca. Giờ mình sẽ cho các bạn xem là họ đang làm gì các bạn nhé. Đây là đỉnh đèo Ngam Ca của xã Đậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Cho các bạn xem lại một lần như những chiếc nấm luôn. Đấy, họ đang ngồi bán dưa. Đó chính là loại dưa mèo. Chỉ có người Mông mới có các bạn nhé. Chị bán dưa chị? Không biết nói tiếng Kinh à? Hả? Không biết. Rồi. Trời đang nắng quá. Bên kia cũng có, cũng bán dưa này các bạn này. Đi bán dưa bán. Cái này là dưa mình trồng trên đấy à, trên trên nương à? Trồng nương á? Trồng nương. Cái này mình trồng hay là nó tự mọc dại? Mình trồng mới có ấy. Mình trồng mới có à? À đấy à. Loại này chỉ có người Mông mới có thôi nhỉ. Dưa này này thì gọi là dưa mèo mà. Dưa của người Mông thôi, người Mông mới có luôn. Người Mông mới có thật nhỉ. Hả? Quả này non chưa? Một cân, bán một cân bao nhiêu đấy? 10.000 à? À có 10.000 thôi các bạn ạ. 10.000. Mấy cân? Chị Pau. Chị Pau à? Không biết nói tiếng Kinh các bạn ạ. 30-40 cân nè. 30-40 cân à? À thế cũng được, ngày cũng được 200-300 nghìn đấy nhỉ? 300-400 đấy. 300-400 à? Rồi, được đấy. Thế dưa này thì mùa này mới có thôi chứ? Hả? Thế á? Không, nhưng mà có thấy bán đâu, bây giờ mới thấy bán ở trên này chứ. Bây giờ là tháng mấy nhỉ? Tháng 4 mới có nhỉ? Đều bán cân 10.000 hết nhỉ? Thế là cái này phải đi hái từ sáng sớm à? Đi hái sáng sớm, bán từ sáng giờ à? Ở bên dưới này nữa. Ở đây có phong cảnh rất là đẹp cho nên là nam thanh nữ tú lên đây
vừa mua dưa vừa chụp ảnh ngắm cảnh trên đỉnh đèo. Một cảnh tượng hiếm thấy trong năm, một năm chỉ có một lần vào tháng này thôi, tháng 4 này thôi các bạn ạ.